Xin chào, kính chào khán giả người Việt TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình từ thủ đô Nguyễn Văn Khanh. Hôm nay là ngày thứ 6, 28 tháng 4 năm 2023. Xin chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Tôi xin lời chào đến quý vị khán thính giả của người Việt TV và gửi lời chào đến bạn Nô Dũng. Tôi thấy có một cái chuyện vui thay anh Nô Dũng. Hôm nay ở Washington DC trời mưa tầm tã từ sáng cho đến giờ. Và có lẽ là phải đến sáng mai mới kết thúc. Trong khi đó thì bước vào studio nhìn hình thì là thấy ngay hình anh Đỗ Dũng. Hôm nay anh Đỗ Dũng mặc áo màu tím rồi là cà vạt màu tím vân vân. Thấy có vẻ là có chuyện gì vậy thưa anh Đỗ Dũng? Cái đó anh hỏi tôi vô ích bởi vì tôi không thể trả lời được, bởi vì tôi không phải là người chọn cái màu và chọn áo. Tôi chỉ biết mỗi sáng tôi ngủ dậy là đã có sẵn là mặc vào thôi, tôi không có lựa chọn nào khác cả. Nên anh hỏi tôi thì tôi không có thể giả nhờ được. Anh phải hỏi cái người làm điều đó, chứ không phải là tôi. Thế là hỏi thủ tướng. Dạ, dạ, chính xác. Mà muốn gặp thủ tướng thì anh phải qua là bảo vệ này, rồi nhân viên, rồi tránh văn phòng mà lấy hẹn. Không, thủ tướng phải lấy hẹn. Rồi, anh thỏa mãn chưa? Rồi, xong rồi. Đó là cái chuyện vui cuối tuần mà anh em chúng tôi xin được gửi đến quý vị khán thính giả của người Việt TV. Và bây giờ, mời anh Đỗ Dũng, thân yêu của chúng tôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay anh Khanh gửi cho tôi câu chuyện đáng lý chúng tôi nói từ cách đây vài ngày, nhưng mà không hiểu sao mà lô bu quá thì không nói, nhưng mà hôm nay thì lại nói là nó cũng khá lý thú. Đó là cái chuyện mà ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell hồi tuần trước ông mới ra khỏi bệnh viện sau khi mà ông bị té. Ông phải vào bệnh viện George Washington, ông nằm mất mấy ngày và điều trị, bây giờ ông mới trở lại làm việc chưa được vài ngày. Thì cái bệnh viện George Washington này thì tôi nhớ là gần cái nơi ngày xưa anh Khanh làm, mà có lúc mà tôi đi thực tập đó, ngày nào tôi cũng đi ngang vào đó. Tôi nói tới George Washington là tôi nhớ cái lúc đó là ông phó tổng thống Dick Cheney bị đau tim cũng vô đó nằm. Đúng không? Cái bệnh viện đó nó đặc biệt, nó ngay cái trường đại học đó, là cái trường đại học mà cũng có nhiều giới chức gọi là chóp bu của cộng sản Việt Nam qua học bên đó, con mà ông thủ tướng Việt Nam cũng từng học ở đó ra, đại khái như vậy. Nhưng mà thôi, cái đó chuyện đó thì ông này ông vừa ra khỏi bệnh viện, ông trở lại đi làm. Thì ông bị ông Trump tấn công liền. Thì ông Trump tấn công Mitch McConnell, chúng ta biết chuyện đó chẳng có gì lạ. Ông tấn công bao nhiêu năm nay, tấn công cả vợ ông là bà Linh Trao, vân vân. Nhưng mà cái tôi thắc mắc như này, anh Góc, anh Thanh. Là ông Trump đang đi vận động tranh cử. Mà ông Trump với ông Mitch McConnell ngày xưa là bạn với nhau. Và nhờ ông Mitch McConnell mà ông Trump mới đưa được 3 vị thẩm phán bảo thủ vô tối cao pháp viện. Mà có thể nói là ông có thể claim credit là một trong tổng thống mà hiếm hoi trong một nhiệm kỳ 4 năm mình mà đưa được tới 3 người vào trong tối cao pháp viện. Đó là một thành tích cao đó chứ phải không? Nhưng mà sau cuộc bầu cử năm 2020 thì ông gọi ông Mitch McConnell là con quạ già rồi bây giờ tùm lum. Và hôm rồi ở Davenport ở Iowa ông đi vận động bảo là phải diệt cha này, phải get rid of him, phải biến, bởi vì ông bảo là ông này cũng có 10 người mà để cho ông Biden nó xài tiền nhiều quá. Ý nói là cái dự luật 1.200 tỷ của cái hạ tầng cơ sở, cũng như mới đây 1.700 tỷ trong cái dự luật ngân sách vân vân. Ông cứ đòi bỏ ông Mitch McConnell. Thế anh bây giờ tôi hỏi anh, ông Trump ông tính toán gì ông này mà đang vận động thay vì là có bạn bè mà ông cứ gây thù chuốc oán với ông Mitch McConnell để làm cái gì vậy anh Khanh? Câu trả lời của tôi rằng là vì đó là Trump, thưa với anh Đỗ Dũng và thưa thì, là thưa tôi biết rồi, tôi biết vì đó là Trump đó rồi. Là, nên nhớ nhưng mà bây giờ mình nói về mặt chính trị đó, ông làm vậy để làm cái gì, có lợi gì không? Câu trả lời của tôi là ông không cần cái chuyện lợi là không lợi, ông không ưa là ông phang, không ưa là bảo là phải diệt thằng cha này, diệt cô dần, diệt con mẹ kia. Cái ngôn ngữ của ông. Vâng, tôi hiểu, dạ. Vâng. Thành ra là bởi thế bây giờ anh Đỗ Dũng bảo rằng là đang tôi nghĩ là có lẽ anh Đỗ Dũng bảo đang ra trong thời buổi này mình ra tranh cử thì mình phải bắn để có càng ít kẻ thù thì càng tốt. Ông Trump ông không đặt ra cái chuyện đó, thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả. Nên nhớ rằng là có hai điều. Điều thứ nhất là ông Trump ông không coi cái chuyện kẻ thù là cái chuyện quan trọng. Ông thấy ông cần phang là ông phang, ông bất kể là người đó là người ông cần hay là không cần. Và cái điểm thứ nhì nữa là cũng phải thưa lại với anh Đỗ Dũng một điều. Tôi còn nhớ là ông thượng nghị sĩ Ted Cruz có lần ông bảo với lại mọi người, ông nói rằng là ông Trump đó khi mà ông thất bại thì ông đổ lỗi cho tất cả mọi người, ngoài trừ có một người ông không đổ lỗi là chính cá nhân của ông ta. Thành ra là bởi như vậy
anh thấy là khi mà ông Trump ông ấy gặp cái trở ngại, ông ấy đổ lỗi cho tất cả mọi người từ ông phó tổng thống trở xuống, tức là những người thân cận nhất với ông là ông cần ở cũng sẵn la làng. Tôi thấy có một cái điều là ông chỉ không la các con của ông thôi, các con của ông bây giờ là họ bắt đầu họ buông ông, rõ ràng là như vậy. Trước đây ai cũng bảo rằng là sau triều đình mang tên Donald Trump thì chắc chắn là cái triều đại đó thì chắc chắn là sau đó là còn phải có Jared Kushner, rồi phải có Ivanka, vân 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 vân. Bây giờ Jared cũng bỏ ông rồi, là Ivanka cũng buông ông, không tham gia vào cuộc đấu chính trị năm 2024. Và đó là những người duy nhất mà ông Trump không cằn nhằn, còn tất cả cũng những người khác là đều bị ông Trump đổ lỗi. Xin phép được nhắc lại một lần nữa, ai nói cái câu rằng là ông Trump nếu mà ông có thất bại là ông đổ lỗi cho mọi người? Câu trả lời là một người bạn đồng minh thân tín của ông Trump hiện nay. Ông đó là ông thượng nghị sĩ Ted Cruz, đại diện cho tiểu bang Texas. Tôi hy vọng là đã trả lời được một phần nào đó câu hỏi mà anh Đỗ Dũng đặt ra. Anh vừa mới nói rằng là ông Donald Trump ông thất bại là ông đổ thừa này kia, và chưa gì có phải là ý anh nói rằng là ông đổ thừa ông Mitch McConnell không? Và nếu mà đúng ý anh vậy thì chẳng lẽ ông nghĩ là ông sẽ thua trong cuộc bầu cử tới hay sao mà lại đang đổ thừa trước rồi thưa anh? Tôi thấy rằng là cái đó là thú thật anh Đỗ Dũng, mà thưa của ông Trump tôi không nghĩ là ông nghĩ là ông sẽ thua cuộc bầu cử sắp tới. Nhưng mà ông coi như là ông Mitch McConnell là vật cản đường của ông. Và cái vật cản đường của ông thì cái người đó chắc chắn phải là kẻ thù của ông. Ông nhìn đó là tôi thấy là cái nhìn của ông đúng là cái nhìn của một cái người mà thú thật. Những người là hoạt động chính trị thì họ không làm cái điều đó. Nhưng mà có lẽ là ông Trump xuất thân từ thương trường. Thành ra là ông bên thương trường thì họ nghĩ như vậy. Tức là những ai mà gây khó khăn cho mình thì người đó là kẻ thù của mình. Ông Mitch McConnell là người ông đã từng lên tiếng ông bảo ông Trump này thắng bầu cử 2016 đúng. Nhưng mà đến bầu cử giữa kỳ 2018 chúng ta cũng thua, 2020 cũng thua, năm 2022 thì cũng thua. Thành ra là bởi vậy ông lên tiếng ông bảo rằng là lần này tôi không nhượng ông Trump nữa. Lần này là chúng tôi sẽ phải đưa ra những ứng cử viên trước hết là có khả năng để đắc cử bầu cử sơ bộ và có khả năng đắc cử bầu cử ở cấp tiểu bang. Thành ra là bởi như thế, cái điều đó là động đến ông Donald Trump. Anh nói như vậy là ý anh nói là những ứng cử viên tôi đưa ra là không có tài năng. Chứ gì thì ai cũng biết là những ứng cử viên mà ông Donald Trump đưa ra thì thua, nghĩa là thua từ vòng gửi xe. Thành ra là bởi như vậy ông Trump bây giờ là ông rất là ông giận ông Mitch McConnell, và ông đã từng nhiều lần ông bày tỏ cho người ta biết rằng là nếu mà cần phải diệt một người ở thủ đô Washington DC thì người đó chưa hẳn đã là bà Nancy Pelosi mà là ông Mitch McConnell, ông thủ lãnh của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Thưa anh Đỗ Dũng, nhưng mà tôi vẫn đang không hiểu là chưa có bầu cử mà ông đòi diệt ông này. Như vậy thì đấy, tôi hỏi anh là phải chăng là ông đang chuẩn bị để đổ thừa ông này nếu nay mai ông thua bầu cử? Thì anh bảo là ông không nghĩ ông thua bầu cử. Thế vậy thì chắc là ông nghĩ là ông sẽ thắng bầu cử kỳ này. Thành ra ông nhắm ông này trước để khi ông thắng bầu cử là diệt ông này luôn. Anh nghĩ sao? Tôi thấy rằng là tôi không rõ rằng là cái câu trả lời nào là đúng. Nhưng mà với tôi thì thấy ông đã từng có ý định là ông đưa một người ra để mà tranh cử với lại ông Mitch McConnell, anh đôi chút còn nhớ cái điều đó. Không có ý định, ông đưa ra rồi nhưng mà thua, đó là ông tin. Ông Scott. Vâng, đúng vậy. Ông thành ra là bởi như thế người ta biết là bây giờ hai ông này là không có đội trời chung rồi. Vâng, thành ra là bởi như cũng vì như vậy mà ông lên tiếng ông chỉ trích ông này, và ông dùng những cái chữ rất là nặng nề để mà mắng nhất ông Mitch McConnell. Tôi thấy là lúc nay tôi xuống bảo là không chỉ mắng ông chồng mà còn mắng cả bà vợ nữa cơ, mà thành ra là rốt cuộc sau thì cái câu chuyện này nó trở thành chuyện dài như dân tự vệ ở tại thủ đô Washington. Thưa anh Đỗ Dũng, vâng tôi hiểu nhưng mà tôi vẫn chưa có cái câu trả lời là vì sao ông làm trong lúc này. Bây giờ tôi nói thẳng với anh luôn, tại sao không đợi sau bầu cử làm mà lúc khác làm, mà lúc này mình đi vận động tranh cử, tại sao mình được gây thù chuốc oán với ông này để làm cái gì? Mà nãy giờ qua ba câu hỏi mà tôi vẫn chưa có câu trả lời, thì bây giờ tôi hỏi thử anh ơi. Vâng, xin mời anh. Vâng. Dạ. Ok, câu trả lời là ngay từ lúc đầu tôi đã thưa với anh rồi. Vì đó là Trump,
ông Trump là như thế. Và tôi cũng đã trả lời với anh là nói như vậy thì là ai cũng nói được, tức là tôi không hài lòng với câu trả lời đó, vì đó là Trump mà tôi biết rồi. Nhưng mà ngoài cái vì đó là Trump ra, nó có cái gì khác nữa không mà tôi thấy lạ? Ông Trump không phải là một chính trị gia. Hiểu, nhưng mà ông Trump muốn thắng cuộc bầu cử, có đúng không? Ông Trump muốn thắng cuộc bầu cử năm 2024, đúng không? Và đương nhiên ai cũng nghĩ rằng là nếu mà thắng cuộc bầu cử, giả sử như anh Đô Dũng là tranh cử, thì anh có giật ông Mitch McConnell đến đâu đi chăng nữa, thì lúc này anh vẫn phải duy trì cái định ông là anh phải coi ông ta. Tôi hiểu ý anh nói. Cái trường hợp không phải là của ông Donald Trump. Đúng, tôi hiểu ý nói là ông Trump là một người đặc biệt. Bây giờ ông cũng đi lảng ra cái chuyện đó, nó không có lợi. Hay là phải chăng mục tiêu bầu cử ông muốn phải tấn công ông Mitch McConnell để mới thắng, đúng không? Anh có nghĩ vậy không? Tôi không dám nghĩ như vậy đâu. Tôi không nghĩ rằng là, tôi chỉ nghĩ rằng là ông Mitch McConnell đối với ông Trump, ông là dường như là một kẻ thù không đội trời chung. Tôi hiểu. Nhưng mà ông Mitch McConnell không phải là đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử này. Mà tại sao ông Trump lại nhắm ông Mitch McConnell? Vậy thì phải chăng là ông Mitch McConnell là mục tiêu để ông thắng cử? Nếu mà nói là mục tiêu để ông thắng cử thì tôi nghĩ rằng là cái đó thì phải đi xa hơn nữa. Ông Mitch McConnell ngay từ những ngày đầu tiên được ông Trump coi là một trong những người ở trong đám đâm lây ở tại thủ đô Washington. Ông cần phải tiêu diệt. Ông nghĩ rằng là nếu mà ông hạ được ông Mitch McConnell thì có lẽ rằng là lúc đó ông sẽ có những cái người làm việc ở tại thượng viện theo đúng như ý ông muốn, hơn là ông có ông Mitch McConnell hiện tại bây giờ là cái nhân vật mà đi, tôi không biết dùng chữ như thế nào, tức là cái hàng rào cản không cho ông làm những điều mà ông muốn làm. Tôi nghĩ là như vậy. Điều đó cũng phải là điều đó thì cũng đương nhiên là cũng có chứ không phải là không. Nhưng thành ra là bởi như thế, anh tôi xuống thấy trong cái thời gian gần đây là ông liên tiếp ông tấn công thủ lãnh của Đảng Cộng Hòa ở tại Thượng viện, bởi vì là ông thấy rằng là ông này không làm như ý ông muốn, và ông Trump thì là ai mà không làm như ý ông muốn thì là lãnh đủ từ với anh đối xuống. Tôi hiểu rồi, nãy giờ tôi, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu rõ là tại sao ông này ông lại đi chạch đường rầy như thế, cho dù là vì đó là Trump. Vì đó là Trump, tại sao Trump không tấn công ông Khanh hay ông Dũng mà đi tấn công ông Mitch McConnell? Trong khi đối thủ của ông Trump hiện nay đó là chỉ có hai người, là ông Ron DeSantis và ông Biden. Nhưng mà ngay cả đối với hai người đó, ông Trump không có dùng lời nặng nề là bảo phải dẹp đi, mà nặng nề với ông Mitch McConnell, trong khi Mitch McConnell thì không ra tranh cử tổng thống đó. Bây giờ tôi hỏi anh thêm một câu này được không? Phải chăng là ông Trump phải tạo ra một cái gì đó gọi là ồn ào rực rỡ để gây sự chú ý của người ta khi mà tấn công Mitch McConnell? Tôi thấy là ông tấn công Mitch McConnell thì không phải thời gian gần đây thì nó mạnh hơn, nhưng mà không phải là chỉ có thời gian gần đây mới tấn công. Ông đưa ra cái vấn đề ngân sách quốc gia, vấn đề nợ trần, vân vân và vân vân. Ông bọc trong này là có một phần lỗi rất lớn. Cái lỗi nặng là đương nhiên là phải là Joseph Biden. Nhưng mà cái lỗi mà đặt cũng không kém Joseph Biden chính là cái sự đồng ý của Mitch McConnell. Nói một cái khác thì là đối với lại ông Trump thì là trong vấn đề chính trường thì ông thấy là Mitch McConnell có vẻ như là thân cận với kẻ thù hơn là thân cận với người cùng đảng mang tên là Donald J. Trump. Tôi nhìn thấy cái điều đó nữa, thưa anh Đô Dũng. Bây giờ câu hỏi chót cho anh về cái chuyện này nè. Nếu nha, ông Trump thắng cử, vâng, và trong cuộc bầu cử năm 2024 kỳ này, trong 33 vị thượng nghị sĩ đã ứng cử, có tới 20 người bên Dân Chủ, về mặt lý thuyết là bên Dân Chủ dễ thua hơn, đúng không? Vâng. Anh ra nhiều hơn, dễ thua bên Cộng Hòa có 13 người ra thôi. Và nhiều phần có thể ông Mitch McConnell trở thành trưởng khối đa số của Thượng viện vào năm 2025. Tức là 2025 chúng ta có thể có Tổng thống Joe Biden, trưởng khối đa số Thượng viện Mitch McConnell. Câu hỏi chót cho anh, nếu điều đó xảy ra thì ông Trump có tiếp tục tấn công ông Mitch McConnell nữa hay không? Hay là lại... Câu trả lời là có. Lè ra liếm lại, xin mời anh câu chót. Câu trả lời chắc chắn có. Chắc chắn có, đúng không? Có cái gì gái, có cái gì có nhổ ra liếm lại hay sao? Là có cái tấn công, ông Trump vẫn tiếp tục tấn công ông Mitch McConnell.
cho đến khi nào không còn Mitch Mexicano ở tại Thượng viện Liên bang Hoa Kỳ. Điên loạn vậy hả? Điên loạn lên ngay cả lúc đó. Lúc đó mà ông không cần phiếu của Mitch McConnell à? Bởi lúc đó Mitch McConnell sẽ là trưởng khối đa số. Ông ấy cần phiếu, ông Trump cần phiếu của tất cả mọi người. Nhưng mà nên nhớ rằng là đối với ông, Mitch McConnell là kẻ thù không đội trời chung. Hiểu, nãy giờ anh nói mấy chục lần rồi tôi hiểu. Tôi đang thắc mắc cái logic nào, ở đây mà khi tôi đang cần anh mà tôi phải tấn công anh là sao? Vâng, tôi phải thưa với anh là như thế này. Ông Trump không coi ông Mitch McConnell là đồng minh. Ông cần ngay cả nếu ông Mitch McConnell là nắm thượng viện luôn, là thủ lãnh của trưởng khối đa số, đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì, gia đình của Mitch McConnell là gia đình mà ông Trump rất là bực. Rồi, hiểu. Rồi, bây giờ mình không nhắc lại đó, nó mất thì giờ. Xin lỗi anh Khanh, mình không nhắc lại đó, bây giờ mình hỏi thẳng là anh nói như vậy, bây giờ tôi giả sử năm 2024, ông Mitch McConnell kiểm soát Thượng viện, ông Trump kiểm soát Tòa Bạch Ốc, và nếu Hạ viện đó, do Đảng Dân Chủ kiểm soát, ông Trump không có cửa làm được cái gì hết. Là bởi vì ông bị chống từ Hạ viện, mà bên Thượng viện ông tạo kẻ thù đó. Thì thưa anh... Tôi nói anh, ngay cả con người kinh doanh, anh bảo, anh nói ông Trump là con người thương trường, thế vậy thương trường vậy có vẻ ngu xuẩn quá, anh nghĩ sao? Tôi thưa với anh là cái câu chuyện của hai ông là cái câu chuyện đã xảy ra từ năm 2018. Rồi, bây giờ không cần nhắc lại, tôi đang hỏi nè, tôi không cần nhắc lại nữa, mất thì giờ, tôi chỉ hỏi anh. Không lẽ ông Trump ngu xuẩn đến như vậy, ông đi ông tấn công cái người mà ông phải có cái người đó mới làm được, còn không ông không làm được cái gì hết. Tôi đang thắc mắc cái đó. Tôi thấy là rõ ràng là anh cho phép tôi trở lại cho năm 2018 đến năm 2020. Lúc đó ông Trump có cần ông Mitch McConnell hay không? Câu trả lời là cả nước Mỹ ai cũng nhìn thấy có. Ông có tấn công Mitch McConnell hay không? Ông cả nước Mỹ cũng nhìn thấy là ông vẫn tiếp tục. Ê, anh nên nhớ ông tấn công Mitch McConnell sau khi có ba thẩm phán vô nha. Nhưng mà ông Mitch McConnell là cái người mà ông Trump không thể nào, không ai có thể phủ nhận được là nhờ ông Mitch McConnell mà ông Trump có được ba thẩm phán ở nước cao pháp viện. Cái đó đối với cá nhân tôi. Và anh nên nhớ ông Trump chỉ tấn công ông Mitch McConnell sau khi ông Mitch McConnell đã giúp ông Trump đưa ba thẩm phán vô. Và từ đó trở đi tấn công Mitch McConnell. Tôi hiểu hết. Bây giờ tôi hỏi một câu duy nhất mà anh vẫn không trả lời được là tại sao ông Trump, tôi xin nhắc lại, nếu lại có thể ngu xuẩn đến như thế, tức là gì? Không có ông Mitch McConnell thì ông Trump không thể làm gì được trong năm 2025 nếu ông làm tổng thống. Mà tại sao lại ông tấn công cái người đó? Đó là tôi không hiểu cái đó. Mà anh bảo ông Trump là người thương trường thì cái đó về thương trường là nó không đúng. Đó, tôi đang thắc mắc cái đó rồi. Bây giờ anh cho phép tôi trả lời. Cảm ơn anh Đỗ Dũng đã nói rất là rõ và cho tôi trả lời lần trước. Vâng. Trước hết, vì đó là Trump. Cái đó biết rồi. Thứ ba, vì đó là Trump. Rồi. Rõ ràng như vậy, thưa anh Đỗ Dũng. Ok, vậy thì là coi như nói chung là ông Trump là hết thuốc chữa rồi, đúng không? Không, hết thuốc chữa. Không thể nào ấy được. Nên nhớ là ông Trump là cái người ai cũng bảo là ông Trump có một cái ego rất là to. Hiểu, tôi hiểu. Được cái ego đó, thằng đó anh đã hiểu như vậy thì anh cũng nên phải hiểu rộng hơn một chút. Không, tại vì hồi nãy anh nói là ông Trump là người thương trường. Thương trường là người ta thực tế, người ta làm cái gì nó có lợi. Và tôi thấy cái này nó không có lợi mà nó có hại. Đó là cái tôi chưa có thỏa mãn. Đây. Thôi chắc hôm nào anh em mình cuối tuần này anh hỏi thử ông Mitch McConnell xem sao chúng ta sẽ trở lại đề tài để sao. Vâng, tôi thấy là những chính trị gia của Mỹ thì là họ sẵn sàng họ sẵn sàng tư nhượng nhau. Nhưng mà tôi thấy ở trong thương trường thì câu trả lời đó là không, và tôi nghĩ đó cái điều đó áp dụng đúng với lại ông Trump. Tôi hiểu, tôi hoàn toàn đồng ý với anh, tôi không phản bác. Nhưng điều là tôi thấy là tại vì anh nói là ông là thương trường, tôi nó lạ. Cảm ơn anh Khanh rất nhiều, cảm ơn quý khán giả theo dõi chương trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn khi gặp chương trình kỳ sau. Dạ vâng, xin được cảm ơn Đỗ Dũng và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, tường trình đặc biệt cho Người Việt TV.